Theo tin tức của trang Research Weekly, tức là đài tiếng nói nước Đức, bàn tiếng Trung Quốc vào ngày 20 tháng 1, thì lực lượng không gian này dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 4 năm 2020 và sẽ là một phần của lực lượng phòng vệ không quân Nhật Bản. Ông Shinzo Abe đã tiết lộ tin này khi phát biểu tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Nhật Bản năm nay nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày ký kết hiệp định đảm bảo an ninh Nhật-Mỹ. Ông nói rằng Nhật Bản cần phải tự bảo vệ mình trước các mối đe dọa xâm hại từ không gian mạng và gây nhiễu điện tử đối với các vệ tinh. Hãng tin Seattle Press đã cho biết rằng ngày càng có nhiều người lo lắng rằng Trung Quốc và Nga đang tìm cách gây nhiễu và vô hiệu hóa hoặc là phá hủy các vệ tinh. Tờ Desert Weekly thì lại cho rằng, mặc dù chính phủ Nhật Bản không đề cập rõ ràng đến tên Trung Quốc, nhưng ai là kẻ địch giả thưởng của lực lượng vũ trụ Nhật Bản thì mọi người đều biết khá rõ. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng nói rằng chúng tôi sẽ tăng cường mạnh mẽ khả năng và hệ thống tác chiến không gian nhằm đảm bảo ưu thế trong các lĩnh vực này. Lực lượng bộ đội không gian của Nhật Bản sẽ được triển khai tại một căn cứ quân sự tại vùng ngoại ô phía Tây Tokyo. Khoảng 20 nhân viên sẽ có mặt tại đây để hoàn thành các công việc chuẩn bị trước khi mà lực lượng này chính thức bắt đầu hoạt động vào tháng 4 năm 2020. Vai trò của đơn vị mới này sẽ là cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc và dẫn đường vệ tinh cho các binh sĩ tại tuyến trước. Vào hồi tháng 12 năm 2019, thì nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã phê duyệt danh khoản ngân sách khoảng 460 triệu đô la cho các dự án liên quan đến không gian này. Nhưng quyết định này vẫn cần phải được Quốc hội phê chuẩn. Trong sách trắng quốc phòng do Nhật Bản phát hành vào cuối tháng 9 năm 2019, thì lần đầu tiên Trung Quốc bị coi là một mối đe dọa đối với Nhật Bản lớn hơn cả Triều Tiên. Sách trắng nói rằng trong vòng 7 năm qua, Nhật Bản đã tăng chi tiêu quốc phòng 10% để ứng phó với sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc và Triều Tiên, bao gồm các tên lửa của Triều Tiên có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Để duy trì sức mạnh quân sự hiện đại hóa hơn Trung Quốc, Nhật Bản đang mua các máy bay chiến đấu tàng hình do Mỹ sản xuất cũng như là các vũ khí tối tân khác. Trong ngân sách quốc phòng mới nhất, quân đội Nhật Bản đã yêu cầu chi 115,6 tỷ yên, tức là 1,1 tỷ đô la, cho việc mua 9 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 do hãng Lockheed Martin sản xuất. 6 chiếc trong số đó thuộc loại STOVL có thể cất hạ cánh thẳng đứng hoặc trên đường băng ngắn của tàu sân bay. Thông tin trên sách trắng quốc phòng Nhật Bản cho thấy rằng, kết hợp với các máy bay chiến đấu tàng hình và trang thiết bị chống tên lửa, thì ngân sách quốc phòng của Nhật Bản vào năm 2020 được thực hiện từ ngày 1 tháng 4 sẽ gia tăng 1,2%, đạt con số là 5,32 ngàn tỷ yên, một mốc kỷ lục mới. Trong khi đó, ngân sách quân sự của Trung Quốc năm 2018 đã tăng lên tới 7,5%, đạt tới con số là 177 tỷ đô la, nhiều gấp hơn 3 lần so với Nhật Bản. Trung Quốc cũng đang phát triển các vũ khí như máy bay chiến đấu tàng hình, cũng như là tàu sân bay để giúp họ tăng cường tầm bao phủ về quân sự. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang ra sức mở rộng vai trò của lực lượng phòng vệ Nhật Bản trong các công việc quốc tế, tăng cường hợp tác với quân đội Mỹ để cải thiện khả năng thường thích đối với các thiết bị quân sự và vũ khí của Mỹ. Vào hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 1, nhân kỷ niệm 60 năm ngày ký kết hợp ước an ninh Nhật Bản-Hoa Kỳ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết rằng ông muốn tăng cường năng lực quân sự cũng như là hợp tác của nhật bản đối với hoa kỳ bao gồm cả trong không gian và an ninh mạng ông shinzo abe đã tuyên bố ông quyết tâm hợp tác với triều tiên để giải quyết vấn đề quá khứ bất hạnh của nhật bản và hy vọng rằng sẽ kết thúc các vấn đề hậu chiến liên quan trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm tới ông nhắc lại ý muốn sẵn sàng bắt đầu một cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo triều tiên là kim jong un điều đáng chú ý là trước đây thì ông shinzo abe thường đặt điều kiện cho khả năng gặp gỡ với tiền đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản tại Triều Tiên bị bắt cóc. Nhưng hiện tại thì ông lại không đề cập rõ ràng đến những điều kiện này nữa. Truyền thông nước ngoài thì cho biết rằng một trong những kế hoạch của ông Shinzo Abe trong nhiệm kỳ thứ ba của ông sẽ là sửa đổi hiến pháp. Sau thất bại của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai, hiến pháp Nhật Bản được ban hành dưới sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ cấm nước này sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.